mọi người thấy đứng xa xa là chồng Duyên á mọi người. Chồng Duyên đang ở một cái nơi để mình thuê để CD để xem phim á mọi người, gọi là Red Box. Thì cái Red Box này Duyên thấy cũng nhiều nơi lắm, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà Duyên ra đây để thuê đĩa CD luôn á. Thì cái đĩa CD này về Duyên sẽ bỏ vào máy laptop, xong rồi Duyên sẽ kết nối cái máy laptop với lại tivi hoặc là cái màn hình chiếu để Duyên coi, cho cái màn hình nó to ra nó sẽ hay hơn nha. Thì Redbox này á, thì nó cũng cập nhật phim mới rất là nhanh nhưng mọi người, nó không nhanh bằng rạp chiếu phim nhưng mà nó cũng khá là nhanh và phim của nó cũng khá là hay luôn á. Thì không biết là hôm nay chồng Duyên sẽ thuê cái bộ phim nào đây. Lần này là Duyên có 3 bộ phim miễn phí, nó cho 3 bộ phim miễn phí mình có thể xem á mọi người. Thì mình mượn cái đĩa, mình coi xong rồi mình phải mang trả nha mọi người. Hôm nay là Duyên đi mượn, thì Duyên nghĩ là ngày hôm sau, Duyên cũng không chắc là nó hoạt động như thế nào, nó không biết là một ngày hay là mấy ngày mình phải mang trả cái đĩa đó mọi người. Đây là cái đĩa CD mà chồng Duyên mới thuê xong đó mọi người. Ở ngoài đây thì nó không có để cái tựa phim nữa. Nhưng ở trong cái đĩa CD nó có tựa phim mà. What kind of movie is this, Baba? Tenet? Tenet? Movie tên là Tenet mọi người. Duyên còn không biết cái nội dung của nó là gì luôn. Nhìn hình như giống như phim hành động vậy đó. Thì đây là cái đĩa CD của nó. Có chữ Redbox, là chồng Duyên nói là mình chỉ mượn được một đêm thôi mọi người, ngày hôm sau là mình phải đi trả lại rồi đó. Thì ở đây là nó để là mình có thể trả lại ở bất kỳ cái kiosk nào cũng được hết, đi cái chỗ nào có cái hộp màu đỏ đó là mình trả lại được cái mọi người, mình chỉ bỏ vô để trả lại thôi, rất là dễ luôn. Ở đây Duyên có mua thêm donut nữa mọi người, bé xù nó ghiền donut luôn, nó năn nỉ Duyên mua về, hôm nay Duyên mới mua luôn á, chút xíu nó ngủ dậy nó thấy là nó mê liền. Bây giờ Duyên về nhà coi tivi nha, coi phim nha. Hi Priya. Hi Mommy. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay bé Sù có donut. Yeah yeah yeah, con cầm cái dĩa đi. Con cầm cái dĩa đi. Nè, để Mommy lấy cho con nha. 1, 2, 3. Chan 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 chan. Wow. Con thích ăn cái đó hả? Trời ơi, vừa mở ra cái nó hốt liền luôn vậy, nó không chờ phút giây nào hết trơn á. Ngồi xuống đây cho ăn nha mẹ. Ngồi xuống đây, con đi đâu vậy? Thích không? Mấy sổ thích không? Dạ thích. Con nói gì? Dạ thích mẹ. You're welcome. Rồi con ăn đi. Mấy sổ thích nhất là cái sô-cô-la mà có mấy cái hộp sprinkle này. Vừa đẹp mắt mà vừa ngon. Còn ba của nó là thích cái này có đường ở ngoài mọi người, có một lớp đường ở ngoài. Còn Duyên là thích cái này là nó có một cái vị chanh ở nhân ở chính giữa, nó chua chua ngọt ngọt, rất là ngon. Đó là glaze original của nó. Trời ơi, ngon. Con rửa tay chưa? Rửa tay chưa? Suy nghĩ coi rửa tay chưa? Biết sầu rửa tay chưa? Dạ rồi. Dạ rồi. Nha, yeah, con rửa tay chung với mẹ mà con không nhớ hả? Ngon không? Ngon không? Ngon quá. Thấy cái big bite mà mấy gì? Cái ăn một cái bự thiệt là bự mẹ coi. Hứng vô để đổ nè, hứng vô cái dĩa nè. Dạ yeah, đúng rồi, hứng vô. Ngon quá ta ơi. Trời, coi cái miệng nó ăn là thấy ngon rồi đó. Trời ơi. Chút xíu nó ăn xong thì sẽ cho mọi người sẽ xem là nó ăn kiểu gì nha mọi người. Con nói gì? Dạ mẹ. Nó con kêu gì mẹ ơi, con muốn gì? Mẹ ơi con muốn napkin. Mẹ ơi con muốn napkin hả? Để con đợi chút xíu để mommy lấy giấy nha. Nó ăn dính miệng. Ăn dính miệng cái nó sai mẹ nó đi lấy napkin, lấy giấy cho nó chùi miệng. Con nè, giấy của con. Thank you. Sạch sẽ quá ha. Ăn dính miếng à, chùi 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 rồi. Mọi người ăn, mọi người thấy là nó ăn sô-cô-la không à. Cái phần bánh ở dưới là một hồi nó bỏ, nó không có ăn đâu mọi người. Nó ăn cái bánh mà có dính sô-cô-la thôi. Ăn vậy đó. Trời ơi, nó điệu à. Nó ăn một cái, nó táp một cái, nó chùi một cái. Mắc cỡ hả? Are you shy? Bớt diễn đi bà ơi.
Diễn quá, diễn à. Nó thỏa mãn cái cơn thèm của nó đòi mấy bữa nay luôn á trời. Nó thèm cái gì thì nó phải ăn cho bằng được nha mọi người. Không thôi là nó nói chừng nào mà mua thì thôi, nó dai dữ lắm, nó nhớ dai nữa. Nó vừa nói dai mà nó vừa nhớ dai nữa. Ăn ngon quá, nhún nhảy luôn kìa. Cho má miếng miếng được không? Cho không? Trời ơi, giỏi quá vậy. Trời ơi. Cảm ơn mấy xu nha. Ngon quá. Ý dạ trời ơi. Ai mua bánh cho mà ngon dữ vậy ta. Donut này cái giá của nó là cỡ 30 ngàn á mọi người. 30 ngàn một cái, 30 ngàn tiền Việt Nam á. Một hộp như vậy mình mua một hộp 6 cái hoặc là 12 cái thì nó rẻ hơn một chút xíu thôi, cũng không rẻ hơn nhiều. Rẻ hơn chút xíu ha. Nhìn rất là hấp dẫn. Rồi các bạn có nghe ăn hết cho mẹ đi. Chút xíu là ăn xong rồi mình chuẩn bị mình xem phim nha. Không biết hiểu gì không, nó hứ vậy. Chờ đợi thì bây giờ cũng đã đến giờ coi phim rồi mọi người ơi. Thì coi phim mình không thể thiếu bắp rang đúng không mọi người? Đây là cái loại bắp rang mà Duyên sử dụng. Cái hiệu của nó là Kirkland Signature ở Costco. Đó là một cái chỗ bán sỉ á mọi người. Cho nên là cái hộp này rất là to. Và tổng cộng ở trong này là nó để là có 44 gói tất cả. Và mỗi gói là 93.5 gram. Bây giờ Duyên sẽ lấy một gói để cho mọi người xem nha. Wow, rất là nhiều luôn mọi người. Đây là một gói của nó. Gluten free nha mọi người. Giờ Duyên chỉ bỏ vô cái lò vi sóng là cái microwave. Cho nên cái tên gọi của nó là microwave popcorn đó mọi người. Thì cái này nó có cái túi nhựa, mình sẽ không bỏ cái túi nhựa vào ha. Mình xé cái túi nhựa ra thì ở trong này nó có một cái bao bằng giấy như vậy. Ở phía trong là nó có những cái hạt bắp nha mọi người. Giờ mình chỉ bỏ vào lò vi sóng rồi mình cho nó nổ ra thôi. Ok, bây giờ tới công đoạn lò vi sóng nha. Bây giờ mình sẽ mở ra, mình lấy cái nắp này ra. Mình sẽ bỏ cái gói này vào và nó để là phải để nó ngửa lên như vậy nha mọi người, để cho nó có cái chỗ để nó nở ra. Giờ xin đậy lại và mình sẽ để 2 phút nha. Còn 1 phút 26 giây nữa nha mọi người. Thì bây giờ nó vẫn chưa nổ, nó chưa tới cái độ nóng nhất định, nó chưa nổ. Ý, có một hộp nổ rồi nè. Mọi người thấy bé Sủ đây không? Mỗi lần mà Duyên nổ bắp là nó phải đứng lên nó coi cho bằng được không mọi người. Nó bắt ghế nó đứng lên nè. Cho nó bon chen ghê không? Nó ghiền coi nổ. Đó. Đó. Nó nổ rồi. Nó đi. Nổ rồi. Nổ rồi. Đó. Nó đứng lên ghế cao nó sợ đó mọi người. Thấy cái bịch đó nó phồng ra đó mọi người. Cái bịch giấy nó nở nó phồng ra chị. Mình thấy mê chưa? Người nghe cái tiếng nó nổ không? Trời ơi, nghe như pháo hoa luôn. Yeah. Mấy xô thích không? Mấy xô thích không? Thích không? Dạ thích. Dạ thích. Wow. Bây giờ là còn 24 giây nữa nha mọi người. Và nó vẫn còn đang nổ luôn á. Dạ, mẹ biết rồi. Thôi biết rồi bà ơi, mẹ có nhiều chuyện quá. Giờ là còn 10 giây á mọi người. Nó nổ ít lại rồi, mọi người thấy là nó hết nổ rồi. Nó nổ xong hết rồi. Xong rồi, cái xong số này. Wow. Wow. Mình phải cầm cái đầu này nha mọi người. Cầm cái đầu kia là nó bị phỏng á. Một bịch đầy luôn. Phim chiếu ra nè mọi người ơi, gây cấn ghê. Còn đây là bắp rang bơ. Bắp rang bơ trong lò vi sóng. Siêu ngon, siêu hấp dẫn và thơm bơ nha mọi người. Rất là thơm luôn á. Bye bye mọi người.